Rồi, kính chào quý bà con. Thì bữa nay thì có dịp ghé một cái thăm một cái vườn theo quy trình của mình ha. Ở dưới Hậu Giang thì bữa nay thì trái cũng tầm khoảng 7, dao động lên quanh khoảng 70 ngày, 7 hơn rồi, 70 ngày, 71 ngày gì đó. Đó thì mình quay mình ghi nhận lại để sợ là tới khi mà cắt trái cái mình không có dịp mình ghé nữa. Thành ra là thôi bữa nay quay luôn ha. Thì vườn của ông anh này đó thì nhiều chủ lắm nha, tới 3 chủ lận. Ở đây bờ này với bờ bên kia là một chủ ha. Rồi đó. Rồi bờ hai bờ bên kia là một chủ nữa, hai ba bờ gì đó, một chủ nữa. Tại vì này nguyên xóm làm chung cái quy trình với mình ha. Đó. Thì cây này là cây 6-7 năm gì đó rồi. Thì năm nay là năm thứ hai anh làm. Năm rồi thì anh làm với ai mình không biết ha. Năm nay thì anh không làm nữa, anh làm theo quy trình với mình. Anh cũng ngại nêu tên rồi ha, cho nên là xin phép mình không có nêu tên. Thì ở đây là Hậu Giang. Và thường á là Hậu Giang, nhưng mà ở đây Hậu Giang cái cạnh này là cạnh Nam sông Hậu chạy vô đó bà con. Nam sông Hậu chạy vô. Thì đất đây thì cũng khá là tốt ha. Khá là tốt. Thì ở đây là ri 6 ha, như mình nói nãy ha. Quay cho bà con xem chơi thôi. Thì cái ý mình muốn nói là gì, theo cái quy trình của mình á thì cái vùng đất ở đây nó hầu như là ít bị cháy lá, có cháy nhưng mà ít bị cháy ha. Còn không phải mình quay để mình khoe là quy trình mình nó không cháy lá hoặc ít cháy lá gì cả. Rồi nữa mình sẽ đăng một cái clip về cái vườn mình làm ở Tân Hưng Cái Bè, Tiền Giang, cháy lá te tua luôn để cho bà con xem ha. Thì cùng là một quy trình, cùng là một người kỹ thuật, thế nhưng nó lại cho ra kết quả khác nhau. Thì nếu mà bà con nào công tâm thì có thể nói là cháy lá không cháy lá tùy vào vùng đất nha. Còn nếu mà bà con nào mà tiêu cực thì có thể nói ở tại kỹ thuật này nó yếu, thì thôi như thế nào cũng được. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đưa khách hàng về đích an toàn thành công ha. Và ai cũng vui mừng. Mà năm nay thì trúng mùa lại trúng giá nữa. Bà con xem ha, một cây là không có cây nào, mình theo mình đếm là không có cây nào dưới 50 trái hết. Dao động trung bình khoảng 70-80 trái không à. Riêng biệt có cây cả 100 trái luôn. Nhưng mà một trái thì thường là khoảng trung bình nha, khoảng 3 kg. Và có hơn nữa. Nhưng mà thôi mình cứ nói là 3 kg thôi ha. Thì ở đây đại diện có một người mua thuốc thôi, mình không có, nên mình không có biết từng người là bao nhiêu. Hai bà này là một giường nè, một người nè, thì mình không có biết là bao nhiêu, thì cũng không có dám nói là chi phí bao nhiêu. Nhưng mà mình sẽ nói tổng thể về 220 cây này thì chi phí là bao nhiêu ha. Bữa nay là không có in ra luôn. Thì mình sẽ để cái chi phí trên màn hình cho bà con xem. Thì chi phí của ảnh tổng thể là, tính thời điểm này mình mới vừa giao cho ảnh một to hàng xịt ngừa thú cháy là kết thúc luôn ha. Người vô cơm thì ảnh xài 12-18 của Yara. Lúc nào mình cũng khuyến cáo như vậy, thì mình không có tính vô đây, ảnh tự mua ha. Thì nó rơi vào khoảng 165 triệu cho 220 cây ha. Và cây này khá là to nha. Dao động năm thứ hai, sẵn tầm 6-7 năm gì đó. Hai vườn này là đẹp, hai vườn này là của một chủ. Còn hai vườn kia thì của anh kia nó bị gặp cái hàng bạch tạng, cho nên là nó cũng không gọi là không có tốt lắm. Tại vì bà con biết cái bộ lá mà nếu mà nó không được quang hợp tốt thì nó là tiêu hao cái dinh dưỡng ha.
Chỉ một lá nói chung là nó ok, nó không có cháy nhiều ha, và nó cũng có đi một hai lá cuối đó, giai đoạn cuối đó, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì cả ha, cầu mong nó đi thôi chứ còn nó không ảnh hưởng cơm gì cả ha, trừ khi nào mà bà con mà làm mà nó bị cháy muối á, thì có là bị cháy lá nặng á thì nó đi đọt nó bị cháy muối sườn muối, chứ còn một lá đầy đủ như thế này thì không có vấn đề gì đâu. Đi đọt bà con đừng sợ ha, xịt cho đi đọt chậm thôi, xịt thuốc bệnh thôi. Bà con thấy cái nhánh đó mình cũng không biết nhiêu trái luôn, ngon quá cho nhiều ha. Đó. Rồi tiêu ở đây có một nhánh nó bị nặng quá, nó gãy nè bà con, anh phải băng bó vết thương rồi ha. Đó. Thì nói chung là trái thì 70-80 là bình thường, nhưng mà trái nó vẫn lớn ha, là ảnh theo cái quy trình mình là cử rải cử tưới đó, nhưng mà cử rải thì rải phân hóa học, cử tưới thì tưới hữu cơ tưới cái SOR03 với cái canh Z1000 đó. Giai đoạn nhỏ thì SOR03 cộng với cái rối rút tè ăn ngừa nước gai đồ này kia, ngừa cháy lá rồi ha. Như mấy cái cây này là nó bông rất là ít ha, nhưng mà cuối cùng trái thì thôi không thể nào dưới 60-70 được bà con, không thể nào dưới 60-70 được. Những cái cây bông ít nè, thì nhắc lại một lần nữa ha, bông ít bông ít là dễ đậu ha, chứ không phải bà con làm sầu riêng bà con đừng sợ bông ít bông nhiều ha, bông nhiều rồi lo lặt đi ha, chứ đừng có ham bông nhiều nha, nhắc lại mình nữa. Rồi qua đây là chủ khác nha, đó qua đây chủ khác có đường nào lội qua không, qua đây chủ khác còn cái cây này thì si không có làm ha, nè chủ khác nè bà con thấy không đó, thì mình quay sơ bộ cho bà con coi đó, cùng một quy trình canh tác ha, nhưng mà bên kia nó bị rập thì bộ lá nó như vậy, nó không được xanh, nó không được dày lắm ha, bị rập mà đâu có quan hợp mạnh đâu mà để nó nuôi trái mạnh ha, còn bộ lá bên kia là nó thoáng trống thì tất nhiên là cái trái nó sẽ đạt hơn. Cái này thì cây già ha, nó suy rồi tính không có làm nó, nhưng mà ra bông thì để thôi. Đó, hôm nay là chủ khác nha, nè cái hộp thùng thuốc cũng khác nè bà con thấy không. Đó thì trái của ảnh thì nó nhỏ hơn bên kia đó, bà con thấy không, tuy nhiên đó là rất là nhiều ha. Đây trái cái phơm dán nó thì nó nhỏ hơn ha, trái cũng rất là nhiều, cũng là không dưới 50-60 đâu ha, tuy nhiên là cái bộ lá nó hơi yếu hơn, công nhận là gì ha, bà con phải công nhận là gì, chứ mình không có nói là cây nào cũng đẹp đó, trái nó ha. Rồi về cái giai đoạn 70 ngày này thì bà con có thể xịt ngừa thối trái một cử được rồi đó, cử đầu tiên nên ngừa rồi đó ha, bà con đừng lăn tăn nữa, xịt ngừa thối trái liền đi ha, để nguy hiểm qua 70 ngày là có thể nó thối rồi đó, kết hợp với đó mà hồi từ xưa mà ai có bẻ đít này thì ngon, còn không bẻ thì cũng dễ bị thối lắm nghe đó, mình có làm thí nghiệm rồi á chứ không phải là không có làm đâu, tại vì hồi xưa mới đi ra trường mới đi làm á, nghe bà con nó bẻ không bị thối đít cái mình cũng không tin đâu, nhưng mà mình thí nghiệm lại thì đúng là vậy ha, nói chung là kinh nghiệm bà con không có đùa được đâu nghe, nói là có thể là có đó chứ không phải không có đâu, tuy nhiên bà con cũng người biết người không nha, kinh nghiệm bà con nói là mình phải chú tâm đó, chứ không phải là nói là cho qua được đâu.
À. Rồi. Trải nó vậy đó ha. Đó. Rồi quay sơ cho bà con coi thôi. Đó. Nè thấy không? Đó. Đó. Đó cái đống này là nhiêu trái rồi? 2 4 6 8 9 trái rồi đó. Thấy không? Nói chung là mẫu mã rất là đẹp ha. À, tròn quay luôn. Cái này không có sửa gì hết nha. Thật ra bà con hay hỏi mình sửa đó ha. Sửa tướng rồi ha. Thì đa số là sửa quắt lo hết. Chứ không có gì hết, nhưng mà mình quan điểm mình không có xài sửa gì hết á. Trái nó tự tròn. Mình xài chung vi lượng cân đối là trái nó tự tròn thôi bà con ha. Ha. Ba bờ chứ, chủ bên đây ba bờ chứ. À, bà con nhìn cái bộ lá nó thấy khác liền ha. Đó, bù trái nó như bù dừa vậy đó ha. Rồi. Thôi ok, cảm ơn quý bà con ha. Hẹn quý bà con ở các clip tiếp theo về quy bình, quy trình làm bông làm trái sầu riêng. Hay mình sẽ để cái chi phí của ảnh ở trên màn hình. Là thôi nói luôn là 165 triệu. Ở trong cái phần mềm 165 triệu tại vì trong phần mềm nó có tên mà ảnh không muốn tiết lộ tên ha. Đó, mình tôn trọng ha. Đó. Đó, thì 165 triệu cho 220 cây còn số trái thì bà con thấy rồi đó, trái nó vậy đó ha, nhiều có ít có. Đó. Cái này cái già đó, nhiều có ít có. Nói chung là đạt, nói chung là anh chủ vườn anh cũng vui, ảnh vui vậy là được rồi ha. Còn số bà con hỏi làm có tính phần trăm gì không là không nha. Trời ơi, làm trái sầu riêng nó cực dữ lắm nha, bán thuốc ăn lời được rồi. Lấy phần trăm nữa rồi sao mà được. Nói chung là mình không có lấy ha, mình chỉ bán thuốc thôi, lợi nhuận mình nằm trong thuốc với tiền lương của công ty trả ha. Rồi cảm ơn quý bà con, hẹn gặp lại quý bà con ở các clip tiếp theo về quy trình làm bông làm trái ha. Đó, cái giường cái cây quảng thông bên kia đầu clip mình quay cho bà con đó nè, đó là bờ của chủ một chủ ha, đây là chủ khác. À, đây chủ khác. Rồi cảm ơn quý bà con ha. Đó, bà con có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin ha, hoặc điện thoại cho mình ha. Rồi cảm ơn quý bà con. Đây là một cái miếng khác nha, cái miếng khác cũng cỡ ở trong 2-3-4 chủ gì đó ở cái khu này ha. À, trái nè ha, nói chung là cày 60-70 trái. Mà bà con thấy gì không, cây nào mà cả ngoài chảng ngày càng dễ bị cháy nè, cháy lá nè ha. Tuy nhiên là cây lá trái vẫn rất ok. À, đi được cây đọt cuối nè, trước khi cắt luôn ha. Đó. Đây là một miếng khác nha, này nãy quay miếng nãy là miếng khác, còn hai miếng nữa. Mày cho bà con xem chơi có động lực ha, chứ không phải ý nói gì hết nha, mình chỉ phân tích cái chi phí với cái hiệu quả để bà con nắm được thôi. Cây này là cái cây mà nhiều trái nhất vườn hay gì á. Để bà con xem ha, tham khảo. Cái vườn này thì mình ghé thăm cũng thường mà mình ít quay lắm. Này quay chơi để ảnh bán rồi không có còn dịp để quay nữa. Này mình làm nghe chứ không phải xin vô quay nha bà con. Mình làm mình mới dám quay nha, chứ không có tự nhiên xin vô quay đâu ha. Có một số người ác ý nói là định xin vô quay ha, thì thôi thì ai tin thì tin, ai không tin thì cũng đâu làm gì được ha. Đó, cây này là cũng như cây hồi nãy thôi,
năm thứ hai hay gì đó nha. Đó thì cũng có cây nhiều trái, cây ít trái, thấy không, chứ đâu phải là nhiều không. Cây này chừng 40 thôi đó. Cây này thì nó không trái lá, thì cũng có cây trái lá này để mình đi cho bà con coi cây trái lá nè, chứ đâu có gì đâu, phải không? Nếu lừa gạt thì lừa gạt được người thôi, chứ làm sao mà lừa gạt được nhiều người. Đó, đó, trái đó. Làm ví dụ như không có kỹ thuật rồi tới khúc mà xử lý tình huống rồi ai mà cứu, đúng không? Thành ra là thôi. À, mình clip nào, ở giường nào mình làm thì mình quay. Ha, mình làm được gì mình quay, còn không được thì thôi. À, mà con thấy không, cây này trái lá nè. Mình có nói là hoàn toàn không trái lá đâu, đúng không? À, nói thì để bà con thấy được cái nhiều cái khía cạnh của việc làm sầu riêng ha. Có thể có năm bà con làm không trái lá, có năm bà con làm trái lá, có năm bà con làm không rụng bông, có năm bà con làm rụng bình thường. Đó là sầu riêng ha. Nó khó chứ không phải nó dễ. Rồi thôi, cảm ơn quý bà con ha. Hẹn gặp lại quý bà con ở các clip sau.